Chào Chị chị. Trang, Dạ. chị chào Rồi sao em. mất mất ngủ hả? Mất ngủ 2 đêm, sáng nay đau À. đau không nổi. À, mà sao trong tâm trạng sao mà mất ngủ? Nói chung là vui, buồn vui lẫn lộn. À. Buồn là mẹ chị không còn sống nữa để chứng kiến được cái cảnh mà tìm được cháu. Vì mẹ chị là tìm được anh về đó. Nhưng mà sau này rồi cái trước khi đau nằm xuống rồi vẫn cứ nhắc miết anh này, nên nên mỗi lần khi mà mẹ đau nằm một chỗ là mẹ hay nhắc, là tụi chị cứ nằm bên mẹ là mẹ cứ hay nhắc, nên cứ ấn tượng những lời cuối cùng của mẹ hay nói đó, nên tụi chị lại nhớ. Và chị không biết có tâm linh hay không, nhưng mà khi mẹ chị mất tới trời chưa hôm mà chị ngủ nằm mơ chị thấy mẹ chị hết. Nhưng mà tuần trước á, vừa rồi á, là cách đây cỡ nửa tháng á, chị nằm ngủ im 10 ngày là thấy mẹ về 10 ngày. Mà chị thấy mẹ mà mẹ cười mỉa chị đó, mà chị kêu đây này, mình thì sợ ma mà đang là cứ nửa đêm ngủ cứ nhắm mắt lại thấy má, 4 giờ sáng rồi mà vẫn còn thấy nữa, cái giờ nó ai đi thấy ma nữa mà 4 giờ sáng mà vẫn còn thấy. Thấy là giật mình là mất ngủ luôn em. Là chị thấy im 10 ngày luôn. Linh tính kiểu sao á. Chị rồi hôm qua hôm trước đó là khi mà ba của anh Thành đó mà đi ra Đà Nẵng với anh học đó để mà cho có cái buổi trò chuyện đó, thì sau khi buổi trò chuyện đó thì gia đình có cái cảm nhận như thế nào, và theo ba thì đã đúng là anh Thành nhà chị chưa? Khi mà vừa tắt xăng á, là cậu ngồi khóc miết. Cậu khóc, cậu kêu là chừ mà họ nói là gieo gió là gặp bão. Chừ mà nói ân hận thì cũng không thể nói cái từ ân hận được. Mà để xin lỗi con á, thì mình cứ ngàn lần xin lỗi các con thì cũng các con cũng không thể chấp nhận được. Chừ cậu cũng biết nói sao. Các con ơi, các cháu ơi, thôi chứ Oanh với Sâm Nhung á, có thương cậu á, thì có mọi gì đó cứ liên hệ giúp cho cậu. Cho cậu thì chứ nặng tay mà nói không được nữa thì chứ mọi cái là chứ là cậu tin tưởng về về các cháu đây thôi. Thì chị cũng nói đó, thôi cậu cứ yên tâm đi, rồi có gì đó rồi mọi cái là Tuấn Vĩ hoặc là anh Thành liên hệ lại thì con sẽ làm cho cậu hết sức, còn cậu cứ tin tưởng. À, theo cá nhân chị thì chị thấy đã đúng anh Thành chưa? Chị thấy anh Thành là chị thấy lúc mà chị chưa coi hết clip, chị đã nói chị coi chưa tới hết 1/3 chị đã biết đó là anh của chị rồi, nhận định đó, và chị run lên rồi. Run lên là tay chân, là chị run lên, con người chị là khi mà run mà chị nói chuyện mất kiểm soát luôn. Khi lần đầu tiên chị nói chuyện với Mừng quá, mừng quá. mà nguyện vọng của mẹ chị chưa tới nói là cậu. Vậy là hôm đó đó thì sau khi kết thúc buổi trò chuyện thì cái người phụ trách bên ADN đã nói chuyện với chị và chị đã lấy mẫu của chú rồi đúng không? Đúng rồi, hôm qua mấy người có nhắn tin và chị có đi rồi. Nhưng mà không biết sao sau đó thì là liên hệ thì anh Thành không có thấy trả lời cho đến ngày hôm nay luôn, em cũng không biết. À, nếu như em mà muốn điện được cho anh Thành là ngày hôm qua anh Thành có điện với chị. Khi chị đi vô là anh điện từ trên xe, là chị ngồi trên xe từ Đà Nẵng anh điện vô gần tới nhà chị luôn á. Là anh nói đi em ơi, chừ mọi cái nha, là chừ mình liên hệ kiểu sao, nói chung là chừ nói chuyện được với anh cởi mở ra là chị mới hiểu được anh này, con người không có học, không có ăn học và anh cũng không biết chữ. Thậm chí anh nói chuyện với chị mà anh kiểu em chừ anh không biết được cái kiểu bà con là ông nội ông ngoại cô gì, chừ anh không biết được cái từ bà con là như thế nào. Anh đã thất lạc từ đó và anh thất học rồi,
mà cái cơ bản nhất mà chờ anh không biết được cái cách xưng hô kiểu bà con sao nữa. Thôi có gì đó em cứ bỏ qua và để từ từ rồi anh sẽ hiểu lần từ từ. Cái ngày hôm qua cái chị xong cũng có nói thôi, mọi cái cần cái chi là anh phải liên hệ qua Tuấn Vĩ chứ anh không thể liên hệ qua cho em nhiều. Anh chỉ cần muốn gửi nhớ cái chi là anh chỉ có nói qua em thôi, còn mọi cái chi là để Tuấn Vĩ hướng dẫn nữa anh nghe, vì mình nhờ là nhờ qua Tuấn Vĩ là mình không có thể vượt rào mọi sự cái gì hết, mọi cái là anh phải qua Tuấn Vĩ, rồi khi nào anh để Tuấn Vĩ nói em mới giúp được, còn mọi cái để em cho nói với anh để gợi nhớ về quê hương thôi, Dạ. về mẹ dòng họ mình thôi. Dạ. Nói chung là khi kết nối được với nhau thì đôi bên cứ thoải mái liên hệ với nhau và trò chuyện cũng như là lấy thêm thông tin hoặc này kia, không không sao cả. Còn về cái vấn đề mà xét nghiệm ADN đó thì em chỉ là giới thiệu để cho biết được cái địa chỉ đó cho đôi bên xét nghiệm thôi. Còn thì hôm trước thì anh Thành anh cũng đồng ý là xét nghiệm ở Việt Nam trước, rồi sau đó thì có thể là xét nghiệm ở Mỹ nữa, thì em cũng rất là trân trọng điều đó chứ không sao cả, không ảnh hưởng gì cả, mình làm để cho trong lòng mình thoải mái, không cần phải băn khoăn gì nữa, thì cái điều đó cũng tốt thôi chứ không sao. Và hơn nữa là mình người thực việc thực mà, thì cái việc nào mà ví dụ như đôi bên còn áy náy thì cứ tự nhiên làm, để khi nào mà hết áy náy thì thôi, thoải mái không có gì sao. Nhưng mà hôm 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 qua giờ thì bên chỗ trung tâm đó nhờ em liên hệ giùm, nói là nhắn cho anh Thành không thấy anh Thành trả lời và cũng không thấy chấp nhận Zalo, và em nhắn cũng không được cũng không biết sao. Anh nói với chị là muốn điện cho anh là phải qua 1 giờ chiều Có một cái chiều. là khi nó mới điện cho anh được. Còn một cái là anh đi làm, anh vô công ty là anh vô công ty là anh không dùng điện thoại, hoặc muốn cái gì cần gấp là nhắn tin cho anh đó. Vì là anh vô làm việc phòng máy lạnh là anh cái chỗ đó là họ không cho dùng máy nhiều. Dạ, không sao, nói chung là sợ có vấn đề gì thôi, chứ còn cái việc chưa liên hệ được thì không bữa này thì bữa mai không được bữa mốt không sao cả. Em có cái chi là cứ qua 1 giờ chiều là em điện cho Thấy với lại cô chú anh chị trên cộng đồng ai cũng chúc mừng cho gia đình, mà thiệt cái câu chuyện của gia đình chị thiệt là làm cho ai xem cũng hồi hộp mà chạy hết nước mắt á. chị cảm ơn em và chị cảm ơn tất cả cộng đồng mạng đã quan tâm và động viên cho gia đình cậu của chị cũng cảm động lắm, nhưng Cảm mà động. chị rất mừng nói chung thế. Đúng á, thì anh Thành á thì ảnh kiểu thứ nhất là ảnh qua bên đó lâu rồi, và thứ hai nữa là cái lúc mà ở Việt Nam hình như ảnh cũng không được học hành gì cho mấy, vì vậy cho nên á là trong cái việc mà ví dụ như xưng hô rồi nói chuyện này kia này thì ảnh Tuấn Vĩ hiểu, Tuấn Vĩ cũng không có trách cứ này kia gì hết đâu, nhưng mà đại khái là Tuấn Vĩ cũng nói để cho cô chú anh chị trên cộng đồng là cũng hiểu cho ảnh. Đôi khi ví dụ như Đúng là rồi. gặp gặp được người nhà đó thì cái cảm xúc trong lòng nó trào dâng lên, buộc lòng ảnh ảnh nói ào ạt, ảnh hỏi ào ạt như vậy, bởi vì anh mừng mà, thì cho nên là cái điều đó thì chúng ta cũng cũng thông cảm được. Rồi giống như hôm trước đó, em tâm sự với ảnh đó thì ảnh nói là thấy người ta biết đến kênh của Tuấn Vĩ rồi người ta xúi ảnh lên, ảnh dùng cái từ xúi cái nghĩa là ảnh không biết nói chuyện đó, thì ảnh nói vậy Đúng Tuấn Vĩ rồi. thấy vui vui, thấy bình thường chứ Tuấn Vĩ không có nghĩ gì đâu, cho nên là Anh do thiếu di chuyển. do ảnh đi qua bển lâu rồi ảnh cũng không có rành tiếng Việt gì cho nhiều. Không có hiểu hết cái nghĩa đó thì anh nói bình thường thấy Tuấn Vĩ không có trách gì Đúng hết. rồi. Đúng rồi, anh không biết cách nói chuyện. Ví dụ ngày hôm qua cái anh nói chuyện với chị, cái anh mới nói em nhìn thằng con của anh, em nhìn cái mỏ nó có giống mỏ của anh không? Là anh không biết cái từ để anh nói, nên trừ mình suy đi cho cùng là mình xin cộng đồng mạng những câu nói của anh mà có cái chi lỡ qua là xin cộng đồng mạng bỏ hết qua tất cả cho anh, vì thứ nhất là anh mới biết chữ đây thôi, nhưng mà anh biết không được nhiều những từ lời ăn tiếng nói. Còn hồi nhỏ là trước chị cũng có nói trước là hồi nhỏ anh rất là khờ, cứ nghĩ anh là bị bệnh nữa kia, cho nếu như mà bây giờ mình nhìn anh mà chững chạc khôn ngoan như đó là cả gia đình ai cũng đã mừng rồi. Thầy chị thấy như đứa là quá chững chạc không rồi đó. Hồi nhỏ là anh giống như mình bây giờ, một cái bệnh là họ gọi là bệnh tăng động đó,
Hồi nhỏ là anh gặp tụi chị ở đâu là anh cứ đòi đánh tụi chị đó. Hồi nhỏ là tụi chị bị đánh hoài thôi. Thì Vậy anh đi à. ngang quẹt cái đi về anh quẹt cái. Hồi nhỏ là anh vì anh ở với ông nội mà anh ít ở với ba mẹ. Rồi trong cái buổi đối chứng trò chuyện đó thì nhiều cô chú cũng nói là không biết là chị có buồn hay không, chị Sâm có buồn hay không, bởi vì thấy anh Thành ảnh hỏi là làm sao mà cô biết được cái câu chuyện này, mà cô coi ở đâu hay là ai biểu cô coi hay sao mà cô lên tiếng đó, thì nhiều cô chú cũng nói là anh này hỏi những cái câu gì đâu không à, hỏi vô duyên. Không, chị không buồn. Thứ nhất là mình gặp lại anh mình rồi, chờ anh có nói chi nữa chị cũng buồn hết. Đã mấy chục năm rồi cả dòng họ đâu có biết anh, nghe tin anh và có biết được cái giọng nói hoặc là biết nghe anh nói cái gì đâu, chờ anh nói cái gì cả dòng họ cũng vui vẻ hết á, không ai trách hết. Mấy đứa em con của cậu của chị á là cũng là anh em chú bác của anh Thành á. Thì thôi chị ơi, 30 tháng 4 ngày 1 năm này em mời chị vô Long Khánh rồi chị em mình tự liên hoan, còn hồ môn Thành về là hay cái mấy đứa em mua vé cho chị để 30 tháng 4 này đi vô trong nữa để làm liên hoan nữa để ông anh về đó. Chưa về mà liên hoan trước rồi. Cứ trước mắt là biết nhận anh mình rồi, nhưng mà mấy đứa em trong đó là cứ mình ăn mừng trước thì chị, còn hồ môn Thành về là hay, chứ vì mấy đứa em trong đó cũng cũng ngoan lắm. Và bên nhà chị là anh em chị em sống tình cảm đó, cô cậu ruột gì chú chi là giống như chị em ruột trong nhà đó, bất kỳ ai đó. Nên sống có một chút tình cảm nên Mà đúng anh Thành chậm là phải đó chị, bởi vì chị biết đó là ảnh 10 tuổi rồi mà ảnh không nhớ tên của những ai trong gia đình hết, mà chị nhớ kỷ niệm thôi, thì phải nói rằng là ảnh ảnh đầu óc ảnh cũng không được cho thông minh giống như là những người đứa trẻ bình thường khác chị ha. đúng rồi. Hồi nhỏ anh chậm lắm, chứ là trong anh về là để anh thắp cây hương để xin hạ cái ly hương của anh xuống. Ôi Có trời ơi. hôm là ngày hôm qua là cậu với là anh học với là chị mấy chị em trong nhà bàn tính đứa, cái em hỏi anh học, chị mà hỏi anh học đứa mình bỏ xuống luôn được không, anh học kia không được, bỏ lên ông bà trên đó rồi mình khó nói lắm, để chờ anh về rồi anh thắp hương mà anh được rồi xin rồi để đưa xuống ngay mà đó. Nên ngày hôm qua bà cái em đứa thì về đừng có thắp hương nữa nghe, để ông mua thắp đem xuống cho về đừng có khấn vãi nữa, cái ông cười. Đúng là dỗ sống thiệt, dỗ sống người ta đang sống sờ sờ mà đâu đâu có nghĩ đúng không chị, đâu có biết đâu, tưởng đâu là mất. Nhưng mà em nhìn vô thấy anh em giống nhau không? Giống quá trời đất, giống rồi, anh giữa anh học với anh Thành là giống nhau y chang luôn, cũng giống cha nữa. Nhưng mà anh Thành là giống mẹ chị nhiều nhất. Vậy giống Giống o. mẹ chị, con mắt sâu, mũi cao, môi mọng. Nói chung là anh Thành giống mẹ chị nhiều hơn giống cậu nè. Vậy hả chị? Nói chung thì cái việc mà xét nghiệm ADN là cái thủ tục cần thiết là phải làm thôi, chứ còn nhìn sơ đánh giá sơ là mình cũng biết đó là đúng là người nhà của mình rồi chị ha. Chị biết chắc rồi đó. Chị lúc đầu mà chị mới coi có góc mà chị kêu là 95% thì ngày hôm qua nữa là không có chi để mà bàn cãi chi nữa. Không bàn Tôn cãi. vị giỏi. Tôn vị giỏi quá. Quá giỏi luôn. Không phải đâu, không phải do em đâu, cái này là cái duyên rồi cái sự lan tỏa của cộng đồng đó, rồi chị hay xem nữa thì nhiều người biết đến, nhiều người hay xem thì đương nhiên là đến tai của cái người cần biết là cái điều dễ dàng. Nè. Như trong trường hợp này đó thì hàng xóm khó mà phát hiện ra, bởi vì ở cái chỗ đó là không nhớ tên của những người trong gia đình thì hàng xóm có ở kế bên cũng không biết được, mà chỉ có một cái là những người trong gia đình thì mới kể cái kỷ niệm cho nhau nghe thì mới nhận diện ra được cái điều đó thôi, chứ anh Thành anh đâu có nhớ tên ai đâu. Ngày hôm qua chị nói với cậu kia, nhà con hồi hồi vừa mới giải phóng nhà con đi xin ăn từng ngõ ngách rồi để kiếm tiền rồi từ Sài Gòn đi về Huế lại,
Nhưng mà không ngờ đã chôn vùi 50 năm, trừ cả nước ai cũng biết hồi đó nhà con đi xin hết. Trừ là tự khai tôi ở bụi này hết trơn rồi, khai ra hết rồi. Dạ có sao đâu chị, không sao cả. Không, chị đem vui mà, Dạ nhưng mà chị vui. cũng nói vui đi. Dạ đó là một cái kỷ niệm sâu sắc của gia đình đó, mà em nghĩ là từ cái khó khăn đó mà vươn lên đó thì mới đáng khâm phục. Sợ nhất là bây giờ về sau làm sao đừng có trải qua cái cảnh đi ăn xin này, là cái điều đó là cái điều mà quan trọng đó. Chứ còn quá khứ mà mình ở dưới cái vạch xuất phát thấp mà bây giờ mình được khấm khá lên, là cái chuyện đó là chuyện đáng khâm phục mà. Không sao. Để con em chị hắn, mấy đứa em chị nhớ hồi ăn xin cái khổ quá vậy, nhớ là mình đã cố quên rồi mà chừ cứ khơi lại miết thế, chừ nhớ kỷ niệm. Cứ sợ cộng đồng mạng chê anh Thành tội anh á, thôi có gì Không, nó là Tuấn Bỉ cố gắng thuyết phục được cộng đồng mạng, nói trừ anh là trong đầu anh là trừ không có một cái ký ức kia rồi, cũng không biết cái lời ăn tiếng nói, không biết cách để dùng, và nói chung là người không biết chữ thì biết rồi cái cách họ nói rồi. Chữ anh là dùng, chứ anh nói là chứ anh đang học dần về là bà con là như thế nào nói kiểu sao nói sao rồi đó, từ từ rồi là anh rảnh là khi nào là em sẽ bày cho anh nghe anh nói được. Nhưng mà được cái là cô vợ của anh lanh lợi lắm, ăn nói còn dễ thương. Cái cô vợ nói này, chị ơi em ơi hôm mô anh chị về rồi mình nói chuyện nhiều hơn, nhưng mà rứa là em cũng mừng cho chồng em rồi, còn mọi cái ước nguyện của chồng em sao là em làm theo ý rứa. Em thấy cô vợ cũng dễ thương. Cũng mừng chị dâu mình nói được câu đó nghe cũng mừng. Cái tinh thần nó quan trọng lắm chị, cho dù cái vật chất có đầy đủ như thế nào, nhưng mà tinh thần ví dụ như đang chưa kiếm được gia đình thì nó vẫn đang còn có một cái điểm khuyết nào đó mà nó chưa có bù đắp được cái tâm hồn của mình. Và khi mà tâm hồn của mình thoải mái rồi thì vật chất bây giờ thì ăn thì thật sự ăn thì cũng không có đói như ngày xưa nữa đâu. Còn nói giàu có này kia thì giàu có mà trong lòng không vui thì cũng như không. Cho nên là trong lòng mà bây giờ kiếm được gia đình để trong lòng ảnh vui, ảnh mãn nguyện là ok rồi. Rất là mừng. Tội ông cậu, ông chữ mắc mờ lắm, đi chậm. Ngày hôm qua mà cậu nói chuyện đó, nhiều lúc là chị không dám nói vô, mà chờ hộ mô cậu mà cảm thấy không nghe được, khi đó chị mới nói dầm. Chứ tai cậu bị điếc nặng lắm, nên khi nghe nghe câu được câu mất, nên nói ra là cậu trả lời của nó cũng hơi chơ. Hồi xưa cậu ở Sài Gòn còn nói giọng tiếng hay lắm á, cậu cũng nổi tiếng Sài Gòn là ông lo xích lô mà nổi tiếng cái góc chỗ cậu ở đó. À vậy đó chị. Rồi thấy cậu phản ứng cũng hơi chậm ha, có nghĩa là tai lặng tai rồi lớn tuổi Mắc nữa rồi mờ, phản phản ứng chậm. cậu mới mổ mắt nhưng mà mổ mắt hình như không thành công á, thấy mắt của cậu nó bị mờ đi, đi đứng chậm lắm. Chứ hồi xưa là cậu nhanh nhẹn đi sao, với lại hơn nữa là một phần nữa là ngày hôm qua xúc động quá, ngồi liệt người luôn, không nói chi được, cứ nghĩ con mất rồi là chết rồi là không bao giờ tìm được. Ngày hôm qua là cậu liệm người đó, chờ theo nghĩ cho nếu như mình nói chuyện qua điện thoại là cậu trả lời dõng dạc, cậu nói hay lắm. Tội nghiệp người mẹ chị ha, người mẹ thì khi mất rồi cũng đang còn canh cánh người con của mình không biết bây giờ ra sao. À, mợ tội lắm, nói chung là chị em trong nhà là ai cũng thương thương mợ lớn hơn, còn nói tới mợ nhỏ thì cả nhà đều lắc đầu hết, không chứ mợ nó chết rồi mình cũng không dám nói nhiều, nói Đúng rồi. còn mợ nó cũng tội, nhưng mà đứa con là lắc đầu thôi. Con cháu cũng lắc đầu. Mà hơn nữa đó chị, là thời xưa đó thì cái cách hành xử thật sự là nó kém văn minh hơn bây giờ là cái điều đương nhiên rất là nhiều. Mình không phải là vơ đũa cả nắm, đương nhiên là cũng có nhiều gia đình cũng cái hiểu biết cũng rất là cao, nhưng mà thường thì là cái cách hành xử ví dụ như là cứ hay áp đặt cho con cái hôm này kia đó, không có cho con cái nó có cái nhân quyền và cái gì cũng roi đòn rồi này kia nhiều quá nên đôi khi thấy cũng tội. Em
Hôm mô anh về tung vị mà có điều kiện là tung vị về quê của anh Thành đi rồi biết. Cũng giống theo lời anh tả và cũng quê ở vùng đó, cũng ăn nói chậm chậm như anh học được, cũng người từ từ chậm chậm, nên nên ví dụ như họ ở, mình ở người lanh thì mình nói chuyện lanh, mà ở với những người quan chậm là thì mình nói chậm, nên con người họ cũng chất phác lắm, thấy anh học cũng tội. Nên đi ra tụi chị đi đâu toàn hiếp mấy anh không à, mấy anh mấy chị không à. Và cá nhân của anh học bây giờ cũng không không, không chưa xài Zalo luôn mà. Đúng không chị? Anh dùng cái cục gạch nhỏ nhỏ Thì nhỏ đi, đó tội nghiệp. nói chung nó cũng 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 cuộc sống cũng đủ ăn thôi, cũng ngày hai bữa cũng khổ ở quê mà. Sẵn đây đó chị, thì em xin quảng cáo cái Phá Tam Giang luôn. Đặc biệt Đúng rồi. ở ở Phá Tam Giang đó cá tuyệt vời, và đặc biệt là có cái loại cá cá nâu cá gì đó mà nấu cháo đó. Anh Trời nói ơi. Cái món đó em ấn tượng cực kỳ luôn, cá nấu cháo, cháo cá Phá Tam Giang. cá nâu với cá đối cồi, nên nổi tiếng cá đối cồi em ạ. Cá đối cồi thấy chị. Là kỳ trước á, em có ra để ghi nhận cái câu chuyện của em Hạnh kiếm được cội nguồn bên 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 gia đình ba của em Hạnh mà thất lạc lúc 9 tuổi gì đó, để kiếm được chú đó. Thì em ra ngoài đó để cùng gọi là ghi nhận cái buổi đoàn tụ, mà trời ơi em ăn cháo cá ở đó mà em ấn tượng tới giờ luôn chị. Không phải nó tự hào cho chị thấy quê, ngoài quê ở ngoài Huế ai nấu ăn cũng ngon, đi xa tới đó chị thấy ăn cái gì cũng ngon hết, không không tự hào là mình là dân Huế luôn á. Nhưng mà đặc biệt á, là cái cá ở Phá Tam Giang á, ý em đang nói là cái cá ở Phá Tam Giang, Đúng rồi, còn còn cái chuyện mà những món Huế này kia thì đương nhiên là cũng có nhiều món ấn tượng, nhưng không mà để ý chị nói ở quê chị luôn đó, lúc nào là mời em ra là em ăn cá ngoài nó là biết vừa vớt lên thôi, em chỉ cần luộc cái nước lên em ăn cũng đã thấy ngon rồi. Và công nhận cái cá ở Phá Tam Giang đó là có thể là do hai bên là núi nên là cái nguồn thức ăn này kia nó dồi dào, có thể là như vậy. Tuy rằng là cá ở đó, cá Phá Tam Giang là vẫn là còn là nước mặn phải không chị, mà do ở trên núi này kia nó đổ nước này kia xuống đó, nó ở cái eo biển đó. Nó cũng có nước lợ Nước lợ. Ấn tượng vô cùng luôn. Bữa nào có dịp mình về mình ăn cá Phá Tam Giang một chuyến nữa chị ha. thì em nghĩ là chị nghĩ là chắc chị em mình cũng sẽ gặp nhau một lần để khi anh về chắc là chị nghĩ đó, chứ mọi cái chi là chị nói Thành, mọi cái chi là anh cứ liên hệ qua Tuấn Vĩ đi, chứ anh mà liên hệ qua là em bày vẽ qua quá là không được, mọi cái là anh phải qua đó Thì anh cũng đâu có gì ok nữa đâu, đâu có gì nữa đâu. Bây giờ chỉ có một cái là anh Thành ảnh muốn xét nghiệm ADN thì chúng ta sẽ đến cái kết quả cái ADN đó, thì bây giờ chờ anh Thành gửi cái mẫu về nữa rồi xét nghiệm thì nó trúng thì về đoàn tụ gia đình thôi, chứ cũng đâu có gì kỳ à. gì nữa. Còn liên Tôi hệ thì xin nữa vơi chậm vơ. nữa, xin nữa mà Tuấn Vĩ nói chuyện với chị xong rồi đó là Tuấn Vĩ cứ điện cho Gọi. anh là được, cái giờ nữa, anh về rồi. Sáng thì em điện không được đúng không? Em nhắn hôm qua đến giờ thôi chưa thấy trả lời. Hôm qua là anh ngủ sớm, ngày hôm qua là điện cho chị là 3 giờ, là hồi nãy là 8 9 giờ là ở bên đó rồi. Mà em nó đi làm sớm lắm, buổi sáng là phải dậy sớm đi làm rồi 12 giờ trưa mới về tới nhà. Nên em muốn điện chỉ là cứ qua 1 giờ là em điện cho chắc này. Qua 1 giờ chiều là 13 giờ. Thấy ảnh trong cái buổi trò chuyện, mà ảnh trong cái buổi đối chứng đó mà ảnh đăm chiêu, ảnh hỏi từng câu mà thấy tội, thấy thương, thấy ảnh khao khát quá trời đất này. Tội anh là trừ anh hỏi anh nói cái gì cũng được hết trơn á, tụi chị nói cái gì tụi chị cũng nghe được hết, không có buồn phiền kệ, anh nói là bấy lâu nay cứ chứa chất trong lòng anh, mà chị cũng nhớ ra mà cái câu hát nữa mà anh là nhớ được hôm đào anh để Hay anh hát, hay mà hay ba mẹ anh không nhớ mà anh nhớ được cái bài hát, mà cái bài hát sau mà anh bị chị hát nữa là bài hát nó chỉ có ông ngoại bài thôi, dạ chứ ngay bài mà hồi nó nhỏ là em biết là tụi chị hát xuyên tạc chứ không phải là hát như cái lời, nên chị nhớ cái kiểu cái lời nó hơi xuyên tạc quá xí chứ còn không, ít nhớ cái lời chính, nhưng mà cái lời nhớ cái nhạc thì biết nhưng mà cái lời thì hơi lệch lệch quá xí, nên ngày qua chị cũng dám hát
chị cũng người bạn gốc. Đúng là cái kỷ niệm gia đình chị ha, kỷ niệm gia đình nên là mỗi gia đình có một cái kỷ niệm riêng. Giống như trước đây cái anh Lộc mà ảnh kiếm được gia đình ảnh cũng vậy, là mỗi khi mà nhậu vô là cha hay hát cái bài mà bài bài nhạc chế đó, một ngày nào anh chết Đi đi đê, mà khi ông chủ ông hát lên cái là anh Lộc anh nói đây là đúng là gia đình ảnh rồi. cái bài đó là hình như chị thấy ở quê chị cũng hay hát cái bài đó đó, hồi ở Huế là cứ mấy cứ một ngày nào anh chết đi đó, em nhớ mua nhanh cái hòm nó ra, cái tuổi thơ của chị đang cũng nhớ mấy cái bài đó, học cái thì dốt mà răng ba cái đồ nó đang nhớ kinh đó. Thì đó, thì bởi vậy chị biết con gái em đó, con gái em mà nó xem cái clip đó 2-3 lần mà bây giờ nó có hát theo cái, em đôi khi em lại em bệnh cái miệng nó lại, em kêu đừng hát mấy cái bài tùm lum tào lao nhanh lắm. Đi tội anh Rồi tinh thần vậy nha chị nha, rồi em cũng thăm hỏi để cùng chia sẻ cái cảm xúc và cái niềm vui chút xíu, coi có trở ngại gì không. Thì thấy chị nói vậy thì em cũng rất là vui khi mà gia đình cũng mọi việc cũng vui vẻ, và có những cái việc mà anh Thành anh nói này kia thì gia đình cũng hoan hỷ và cũng biết được là cái tính của anh như vậy, và hơn nữa là cái khuyết điểm của anh như vậy. Thì cho nên là thôi, tất cả thì chúng ta gặp được người thân là coi như cái điều đáng quý rồi chị ha. ngày hôm qua chị cứ nghĩ là công việc của Tuấn Vĩ nhiều nên chị cũng không dám, ví dụ cái cần cái chi là chị nhắn tin qua thì em trả lời lại chị được, chờ sợ em bận biểu nên chị cũng không dám nói chị nhiều. Không có gì. Trước tiên thay mặt cả dòng họ của bên má chị luôn á, là trước tiên là chị cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều và chị cảm ơn cả cộng đồng mạng đã lan truyền rồi rồi cũng có đồng cảm và cũng có những người đã rớt những giọt nước mắt cũng vì cái hoàn cảnh của anh Thành, nên chị nên anh Thành anh không nói được nên cũng chị cũng muốn thay lời anh Thành và chị cũng cảm ơn tất cả cộng đồng mạng. Có gì đó rồi cứ bỏ hết qua cho anh, và giờ nếu như mà để sống tình cảm thì để từ từ rồi anh gần gũi gia đình rồi để từ từ là mình anh sẽ biết hơn tí nữa rồi. Và chị cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều nghe, nói chung là nói về dòng họ chị chắc cũng phải đổi ở ngay em luôn á, cho chị cũng không biết nói một lời từ chi nữa. Dạ không có gì đó chị. Rồi em thấy anh chị trên cộng đồng là cũng khen chị Sâm, nào là xinh gái nè, rồi nào là sống tình cảm nè, rồi nói dòm cái cô em gái thấy thương quá. Rồi thấy anh Thành ảnh chất vấn hỏi là tại sao cô biết mà cô xem, rồi không biết là chị Sâm có buồn hay không, thấy người ta cũng quan tâm. Không, chị cũng quan tâm về nhiều lúc anh kêu bằng cô là mình cứ nghĩ anh sân cho con anh thôi, mình cứ nghĩ cô là sân cho con anh thôi đó, là cứ mình cứ nghĩ nhẹ nhàng đó. Thôi thay đứa là mừng rồi, rồi cũng cộng đồng mạng bỏ hết qua cho anh. Vì thấy ảnh hỏi là còn cô kia cô làm sao mà cô coi được cái chương trình này. Còn cô kia sao cô coi được cái chương trình này, để sợ chị buồn á, nên là người ta cũng có động động viên, có lời động viên. Vĩ nhớ là ở trên cộng đồng mạng Tuấn Vĩ thấy hồ hôm mấy anh chị nhắn lên không, cứ ngóng thì mọi người ngóng thì cũng giống như chị cũng muốn xem hàng ngày, ngóng cái gì cũng thế, mình cũng như mọi người đó thôi. Rồi vậy nha chị chúc chị sức khỏe và chúc gia đình sức khỏe. Hẹn chúng ta mong sớm gặp lại nha chị ha. Rồi, chị cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều. Hẹn gặp lại lúc nào Tuấn Vĩ vào Tam Kỳ Quảng Nam thì Tuấn Vĩ điện cho chị mọi cái chi phí, mọi cái đi đứng ở trong Tam Kỳ chị sẽ lo hết cho Tuấn Vĩ, Rồi để sướng nhắn vậy. cái chị trả ơn cho Tuấn Vĩ những À sướng quá cái mà Tuấn ha. Dạ ok Vĩ chị, cảm ơn chị nhiều ha. gửi cho chị. Rồi, hẹn gặp lại Dạ em. dạ rồi bye bye chị. Bye em. Dạ dạ